Phong Cận à, bạn được giao cho một nhiệm vụ bí mật. Chấp nhận thử thách. Hey! Chào mừng các bạn đến với bữa tiệc ngủ bên bãi biển của Hero Team. Let's go. Phong Cận à, bạn được giao cho một nhiệm vụ bí mật. Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc buổi tiệc ngủ, bạn phải làm sao để có thể rủ được tất cả các thành viên chụp AR filter cùng với bạn. Đây là tất cả thẻ để cho bạn chụp hình AR filter cùng với các thành viên có trong buổi tiệc. Kairon ơi, bạn được giao một nhiệm vụ bí mật. Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc buổi tiệc, bạn phải xuất hiện trong cùng khung hình với tất cả 7 thành viên còn lại. Trong khung hình đó, bạn và cả bạn kia đều phải cầm hộp sữa Su Su Hero. Có thử luôn. Vâng. Được. Vậy thì chấp nhận thử thách. Trong 7 người sẽ có một người làm nhiệm vụ giống bạn. Bạn sẽ phải tìm ra người đó và quấy rối người đó, không để người đó làm nhiệm vụ. Không quan tâm, miễn sao mình sẽ giành được phần thưởng. Đi thôi. Ok mọi người ơi, và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho bữa tiệc ngủ rồi. Mọi người đã sẵn sàng để có thể có một buổi tiệc ngủ cháy nhất chưa nào? Và bây giờ các bạn sẽ cùng với cả các thành viên trong Hero Team khám phá xem mọi người đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc ngủ ngày hôm nay nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu với... Cảm ơn! Đầu tiên chắc chắn ta phải có sữa, tại vì sao? Chúng ta sẽ có sữa để mà uống. Hoa quả không thể nào mà thiếu được. Đây, mít màu vàng. Bây giờ phải có sữa nha, ăn xong khô cụ lắm. Đâu, uống cho đỡ khác. Em đem kẹo dẻo. Một cái không thể thiếu được đó chính là sữa Su Su. Đấy, ăn kẹo xong uống sữa. Hơi bị tuyệt luôn nha. Còn của mình thì dưa hấu. Dạ. Sữa Su Su Hero. Tính ra nha, mình phát hiện ra là mọi người ngày hôm nay rất thích ăn hoa quả luôn. Bởi vì từ nãy giờ toàn thấy hoa quả. Và mình cũng mang hoa quả. Lại là dưa hấu các bạn. Dưa hấu này bạn. Không hiểu sao không biết rồi. Cái này là một cái dưa hấu chia cho 3 người. Đúng rồi, sao biết hay chứ à. Và đặc biệt là chúng ta không thể quên được sữa Hero. Mình chọn sữa Hero vị trái cây và vị cam nha bạn. Mình chỉ thích uống cái vị này thôi, bởi vì vị này rất là ngon. Bạn nào mà cùng team với mình thì nhớ comment xuống dưới cho mình biết là Hero cam nha. Rồi. Gì á? Trời ơi, lâu lâu team mình mới làm tiệc ngủ với nhau vui là vui, cho nên là giờ tôi có cái này nè, tôi có cái này. Tôi quét mã filter trên cái thẻ của tôi. Bây giờ mình lấy cái filter ra xong mình chụp ảnh với mọi người đi làm kỷ niệm. Ý hay nha. Ôi hay đó. À, đây cào ra. Rồi ok. Hay bây giờ bật camera lên nè. Bây giờ bà ra kia đứng đây, tôi chụp cho. Rồi chạm vô đi gặp anh Mr. Dịch. Rồi mặc đôi tay lên nè. Ok, 3 2 1 chụp rồi. Cho miếng dưa hấu rồi mọi người, miếng kẹo cũng được nữa. Không đi đâu, không có đi đâu, trời đang ăn mà. Không có đi đâu. Chắc là ông Phong cũng có nhiệm vụ thì phải. Ok các bạn ơi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả những hoạt động đầu tiên của bữa tiệc ngủ. Và để làm nóng không khí ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi mà rất là nổi tiếng, mà mình tin chắc rằng các bạn đang xem video này cũng có thể chơi cùng chúng mình. Và nếu như các bạn có thể tham gia được hoặc chơi pro hơn bọn mình thì comment xuống dưới để cùng chúng mình xem là ai mới là người chiến thắng nhá. Và mình sẽ bật mí trò chơi đó ngay bây giờ. Đó chính là nối từ. Và quy tắc của trò chơi nối từ thì rất là dễ rồi, mình sẽ giải thích nhanh một lần này. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau, cái người đằng sau sẽ phải nói từ có chứa cái đuôi của từ của người đằng trước. Và bây giờ Phong Cận TV là người bắt đầu và Camu sẽ là người cuối cùng. Bây giờ tôi sẽ chọn là gối ôm. Gối ôm. Ôm gì? Ôm ấp. Ấp trứng. Trứng chiên. Chiên rán. Cái gì em nói? Đó là một nghĩa mà. Ủa kem thì dễ quá. Xoài cát. Hả? Xoài cát. Xoài cát là tên của một loại xoài, tên của một quả xoài mà. Cát lún, ok có. Lún xuống được không? Được. Xuống từ thì khó ta để. Dễ thôi anh ơi. Dễ thôi gì? Xuống cấp. 5 4 3 1 4 Không làm gì chơi mình ơi. 3 2 Một. Tại sao không nói là mình mẩy nhỉ? 10. Lên lên lên. Dạ ta chứ game mà vậy. Từ từ đây. Tôi là một cái con người rất là thích rồi lưu giữ những kỷ niệm của team chúng ta, bạn hiểu không? Cho nên bây giờ ở đây là tôi có cái AR filter này không? Bây giờ nha. Nè, chỉnh nhân vật này nha. Rồi, chỉnh này đó. Từ từ nha. Rồi. Cái tôi lên nha, đẹp luôn. Chụp nè, đó, lưu lại nè. Tiếp à. Bây giờ thì mình cùng đến trò chơi thứ hai thôi nào. Let's go. Trong đây có tất cả là 8 rô, có một dân làng, 2 sói, 1 tiên tri, 1 phù thủy, 1 bảo vệ, 1 cô biết và 1 bán sói. Cô biết ơi, dậy đi. Đêm nay cô biết muốn ghép đôi ai? Sói ơi, dậy đi. Đêm nay sói muốn cắn ai? Ok, sói ơi, đi ngủ đi. Tiên tri ơi, dậy đi. Đêm nay tiên tri muốn soi ai? Tiên tri ngủ đi. Bảo vệ ơi, dậy đi. Đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai? Ok, bảo vệ ơi, ngủ đi. Phù thủy ơi, dậy đi. Đêm nay có người này bị cắn, có muốn cứu hay không? Có muốn dùng bình để loại ai không? Phù thủy ơi, ngủ đi. Tất cả mọi người dậy đi. Trời ơi, ngủ thật vậy. Tất cả mọi người có 2 phút để suy luận với nhau. Bắt đầu. Rồi bây giờ ai sói nè? Mui sói không? Cô trả lời gì không? Thôi hôm qua mình có cảnh mọi người chỉ sói ra. Ủa? Không, mọi người phải mình. Dậy sớm không? Dậy sớm tối. Tự nhận. Tối qua mình ngủ đủ. Cái còn kia kìa. Thôi. Mui là chắc sói rồi. Nhìn này biết rồi. Đây, cái sữa này là sữa dâu nè, đẹp nè. Trời ơi. Mình rất thích uống sữa này luôn nha. Đây, mình với bạn cũng vào cái. Rồi. Sói sao bà dụ mình vậy? Không biết là bên kia nãy đấy là ai là sói nhờ. Đây, cầm sữa lên, cầm sữa. Vậy để luôn cả ba thầy á. Đâu có thầy gì, người ta là anh em nhau. Chị đó. Ủa, tôi nói ai là sói chạy tôi có sói chị. Gì hả? Game này là game không có chuyện mà đồng đội ở đây vô coi. Thôi vote không vote đi. Bây giờ mình kiểu trắng đi ha. Trắng rồi. Cho mui treo cho mui ra búa đi. Phiếu trắng, mọi người đi ngủ. Đêm thứ hai bắt đầu. Sói ơi, dậy đi. Đêm nay sói muốn cắn ai? Sói ơi, ngủ đi. Tiên tri ơi, dậy đi. Đêm nay tiên tri muốn soi ai? Ok, tiên tri ơi, ngủ đi. Bảo vệ ơi, dậy đi. Đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai? Ok, bảo vệ ơi, ngủ đi. Phù thủy ơi, dậy đi. Đêm nay có người này bị cắn, có muốn cứu hay không? Có muốn ném bình độc ai hay không? Ok, phù thủy ơi, ngủ đi. Tất cả mọi người dậy đi. Đêm qua làng chúng ta có một người bị loại. Mọi người có 2 phút để bàn luận. Tại sao phù thủy không cứu cô ấy? Đôi khi phù thủy người ta áp lực tấm bộ. Nói chung là bây giờ mọi người phải tìm ra con sói thực sự là ai, đừng nghi ngờ lẫn nhau, để phải có cái chứng cứ. Nói nhất là Yabun nè. Ủa gì vậy? Hay vậy? Ủa rồi đi em. Ồ, vậy bắt tay. Xin lỗi đi. Ủa gì vậy? Bắt tay. Em nghi ngờ Yabun rất là nhiều. Vậy hả? Lại luôn cả có thể đó hả? Cái gì lật mặt nghe bật bánh tráng vậy qua bên kia. Muốn trận đấu nên hấp dẫn hơn á. Rồi Yabun sao? Tôi nghi ngờ Kairon quá. Mặc dù sai lên có thể nhưng mà tôi cũng nghi Yabun nha. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Bây giờ mọi người đừng nghi ngờ Yabun hết rồi. Chung là tôi sẽ vô một cái. Tội nghiệp nhá. Không, cho Yabun lên đi. Tại vì em muốn nghe coi Yabun nói cái gì. Ồ, hợp lý, còn không biết là Yabun là cái gì. Em là một người rất bình thường và bình thường trong trên. Giờ sao mọi người? Nãy giờ đồng hồ 3 miếng đó. Nhiều quá, loại đi. Ủa? Loại gì không á? Tất cả mọi người giữ hai loại. Sẽ loại Yabun nhiều. Yabun bị loại. Sói ơi dậy đi, đêm nay sói muốn cắn ngài. Ok, sói ơi, ngủ đi. Bảo vệ ơi dậy đi, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai? Rồi, cảm ơn bảo vệ ngủ đi. Phù thủy ơi dậy đi. Đêm nay có người này bị cắn, có muốn cứu hay không? Có muốn ném mình độc ai hay không? Cảm ơn phù thủy ngủ đi. Tất cả mọi người dậy đi. Đêm qua làng chúng ta có một người bị loại. À. Trời ơi. Ngày gì mà... Ủa? Mọi người có 2 phút để suy luận. Ok, em là cứu Bích nha. Bây giờ em là cứu Bích nè. Còn mua ra là gì mình nghĩ là bạn nên lộ đi. Thôi mình sẽ lộ rồi mình luôn là bảo vệ. Bảo vệ. Mình là một người cực kỳ đặc biệt trong ngôi làng này. Mình chính là dân làng. Rồi tính ra là chỉ còn 2 người này thôi nè, 2 người này. Em chắc chưa? Em đợi xíu, người kia đã lộ chức năng rồi nha. Là chỉ còn chị em mình thôi. Ơi Sam ơi, đây căng thẳng đúng không? Thì ngày trước nọ qua là còn bình thường nha, không cái chơi của Sam là như này bình thường Sam sẽ hơi im một xíu, xong rồi Sam sẽ kiểu nhìn mọi người em xíu, xong rồi thỉnh thoảng nói phân tích một xíu thôi chứ không phải ôi em chơi bị mất nước này này ơi, thấy không anh? Không Sam ơi, thấy thì mình buồn nói, không cách người ta vậy thôi, là gì hả? Đúng không? Chính chị tự nhận luôn mình là bán sói nhưng mà mình chưa bị cắn. Ôi bán sói hả? Mình là dân làng gì kỳ ơi, hai dân làng này rồi, hai dân làng tôi nhận tôi là dân làng mà một làng thì không thể nào mà có gọi là một người đẹp trai hơn dân làng nhưng mà là anh trời tôi nhận dân làng trước bà nhận sau mà gì tôi vớt bà này nha, tôi vớt bà này nha. Mình nhớ mà sao mình dân làng tại sao lúc việc đúng. Thôi bây giờ bà nhận nè. Em cứ nghi nha, tôi nghi nha. Em theo từng lứa, bây giờ từng người. Vót đi, vót đi, yeah. Vót. Vót người đó rồi. Vót đây. Vót nào đây sẽ làm của mình đúng rồi. Ông ra bình thường ông dịch có chức năng là ông nói nhiều lắm. Vấn đề là chúng tôi chức năng của dân làng. Sammy nghi ngờ nhiều nhất, Sammy lên vậy. Lên! Rồi, múa! Tôi nói rồi, tôi là dân làng, tôi gọi là người lương thiện. Tôi đâu có dám làm gì đâu, hồi chiều mọi người gọi là sai trơn rồi. Bây giờ mọi người mà, người loại tôi nha. Dành, sói, cắn mọi người, mua chắc luôn. Thật sự. Đấy là có cái văn này nó mới có cái gì nó chuyên nghiệp hơn không? Sao không bảo là miếng sói mình cắn vui để mua miếng thịt sói luôn đi. Mà làm sói không hay đến vậy đâu. Lên đi! Giữ hay loại? Loại! Bà chân là... Yeah! Không chơi hay như vậy đâu. Dân làng đã thắng và do là Yabun và Sammy đã không hoàn thành được nhiệm vụ của sói cho nên là Yabun và Sammy sẽ ngủ bên ngoài lều. Trời ơi, ngủ ngoài lều. Số là vị trí có hạn yêu cầu theo đồng chí điều định. Đi làm việc nha mọi người. Dạ buồn. Thôi. Chơi. Bỏ tay, bỏ tay. Cái lúc mà Sammy bóp cắn em. Đúng rồi. Thế vậy sao là sói vậy? Đúng rồi. Sói. Em đừng bảo vệ một con sói nữa Phong. Đôi lúc mình phải tập lạnh lùng. Đúng rồi Phong ạ. Tỉnh táo lên. Đi ngủ mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ gọi là trở thành những người chiến thắng trong căn lều này. Trong trò chơi này, Kairon là người đã hoàn thành được nhiệm vụ và Phong cũng là người làm nhiệm vụ nhưng không hoàn thành, cho nên Kai được tặng một phần quà là tên lửa nước nhưng Phong sẽ không được tặng gì. Tôi thấy cái mạng nhiều mà chơi vui á. Mốt cho trẻ. Không anh bây giờ mình đi ngủ đi, sáng mai chơi thử coi. Gì không ai chơi. Nhớ ra ai cũng được cái đèn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi và sáng mai thử cho tên lửa nước tay cô một thôi. Ngủ ra. Người ta thì đi ra ngoài kiếm ăn, còn Tối nay đi tìm chỗ ngủ. Trời trời, em thua thua luôn á. Em kia ngủ đúng em luôn, giờ sao ngủ? Trời, mũi cắn tùm lum nè, giờ sao? Trời, chị cũng chịu bị mũi cắn, em cũng bị mũi cắn nè. Mệt ghê luôn á. Khó ngủ quá. Mệt quá, tự nhiên thua. Không kéo đâu. Ôi chị ơi. Sáng rồi hả? Trời, buồn. Dậy. Dậy. Sáng rồi kìa. Ui. Ôi, kêu mọi người dậy chưa trời? Thôi kêu mọi người dậy Yabun ơi. Ok, tao rửa mặt rồi. Yes. Mày quá hả? À. Nè, tiền về hả? Wow. Ui, tiền dữ trời. Tỉnh táo lên nào mọi người ơi, tỉnh táo lên. Rồi ok mọi người ơi, bây giờ hôm qua tụi mình lại chơi đã ngủ tùm lum ra rồi, nhưng mọi người nhìn đi, xung quanh mình có rất là nhiều rác. Trước khi chúng ta dọn dẹp chúng ta hãy cùng nạp năng lượng nha. Ok. Sủi ơi. Sẵn luôn hết trơn. Sẵn luôn rồi nè. Rồi mọi người ơi, bây giờ nạp năng lượng nè. Su Su Hero, nạp năng lượng giữ trái đất xanh. Nạp năng lượng theo kiểu buổi sáng. Đi rồi! Dọn dẹp thôi, đánh gì? Trời ơi! Ok các bạn ơi, và hiện tại bây giờ Hero Team một mình đã dọn dẹp xong hết tất cả ở bên trong rồi đây. Và sạch sẽ hết rồi. Nếu như những bạn nào á, mà có đi cắm trại cùng với gia đình á, thì nhớ là phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hết tất cả những rác nè đó, rồi sau đó dập lửa hoặc gì đó khi mấy bạn đi cắm trại nha, để bảo vệ môi trường nha các bạn. Và bây giờ sau khi làm xong thì bọn mình nghĩ rằng bọn mình sẽ ra ngoài để test thử cái tên lửa này. Đi mọi người ơi. Ok, đi thôi. Bây giờ để chơi được cái tên lửa nước này á, thì chúng ta cần phải tìm một cái vòi nước nha các bạn ơi. Cũng hơi hồi hộp nha. Bật nước này tôi, để tôi. Nó bật lên trời đúng không? Dùng hết sức mạnh luôn đó. Wow, trời ơi, không ngờ luôn mọi người. Trời ơi, thề cái này đúng bất ngờ luôn các bạn ơi. Đỉnh chứ vậy. Và nếu mà bạn nào mà muốn sở hữu cái đồ chơi tên lửa này thì các bạn đừng quên là mua sữa Su Su hoặc là Hero để có thể có cơ hội quét mã QR và nhận ngay tên lửa nước nha. Thôi bị xịn luôn á nha. Thôi bị xịn đó. Vâng mọi người ơi, và cuối cùng thì chúng mình đã cùng nhau đón Minh Minh bên bờ biển, và bữa tiệc ngủ bên bờ biển của Hero Team đã chính thức kết thúc. Chúng mình đã cùng nhau có những phút giây thật là vui vẻ, đã thực hiện thử thách bên bờ biển này, trong khu cắm trại này. Và đây cũng là bữa tiệc ngủ đầu tiên của chúng mình, nhưng nó sẽ không dừng lại. Nếu như các bạn thích video này thì nhớ ấn cho mình nút like. Bao nhiêu like nhỉ? Bao nhiêu like? Ít nhất phải 5.000 like nè. 5.000 ít quá. 10.000 chưa đủ. 50.000 like chúng mình sẽ thực hiện video tiệc ngủ tiếp theo, và mình sẽ để cho các bạn chọn nha. Các bạn muốn chúng mình thực hiện video tiệc ngủ tiếp theo ở địa điểm nào thì nhớ để lại comment xuống dưới cho chúng mình biết nha, và đừng quên cột mốc 50.000 like nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong bữa tiệc ngủ tiếp theo. Bye bye.